Trận đầu C3, AC trong tay game thủ Anh Huy. Perfokata Baby là quân đội bạn. Perfokata Baby là quân phía đối phương. Giá như bây giờ về được ăn cơm thì ngon. Hoàng Công Nghiệp vẫn cầm Babylon. Thì bây giờ cầm vẫn cầm Pho. Ít vua thì thay đổi bằng Per. Và cuối cùng là Ken Z người được cầm Kata. Bên mình thì game thủ Bùi Phương Nam được cầm AC rồi, Cung Quyền. Văn Hưởng được cầm Min Oan, Cung Cùi. Anh Huy là người được cầm AC và U98 là người cầm Maxe. Bên mình con Maxe lại hiệu quả đấy chứ. Maxe tay U98 lại thốn đấy. Trận đầu C3, cố gắng lên này anh em ơi. Vâng, chào anh Nghĩa Hiệp. Không mệt là Hải, anh thấy dù nó từ chiều rồi, không mệt thì mệt nhưng mà vẫn phải cố anh ạ. Chào bị luyện, mình vẫn từ chưa là cả giọng rồi, em bị ốm mà anh ơi, chưa khỏi hẳn. Cho Thành Lắc vào đánh một trận thôi. Cho ai vào, cho ông Thành Lắc vào nát gáo. Xem. Và ai giết ông Thành Lắc này phải đuổi ngay. Các bạn thấy ngồi sau tôi đã thấy ám rồi chứ không phải vào đánh nữa. Kinh thật. Những lý do dành cho game thủ Anh Huy bài AC ở đầu cánh. Để xem qua thế nhà game thủ nào. Vâng, Anh Huy AC này, màu 2 là Max C, tay U98 có hiệu có voi ở trong cánh. Bùi Phương Nam cầm AC, hai AC để cho đầu cánh. Có mỗi ông Hưởng ngu nhất là chui ở trong này à. Min Oan dành cho Văn Hưởng. Vâng, đi dò cười cái gì không biết. Vâng, anh Alex Nguyễn em đề nghị là nếu như anh không ở địa điểm thi đấu ấy, thì anh nên đừng ngồi nhà và cả bàn phím. Em nói thẳng với anh luôn. Anh ấy cứ bảo là Hải Mario nhắc thối mồm bảo đập móng hay đập luôn. Em nói thẳng với anh, em mà ngồi gần game thủ em nhắc game thủ không bao giờ có chuyện đập móng. Bởi vì đơn giản quân của bạn xấu, bài thì tịt. Chỉ có mỗi cái cửa đi gài móng để có thể giành chiến thắng thôi. Em ngồi gần em đã nhắc game thủ là không được đập móng rồi. Em ở ngoài em biết là kiểu gì đối phương sẽ có tên đập móng rồi. Nhưng mà em có ngồi gần game thủ đâu. Ông ý cũng có ông game thủ có nghe thấy em nói đâu. Nên là phải chịu thôi. Chứ anh đừng có bảo là em thối mồm cái này nọ. Em nhắc game thủ đập móng nữa. Tôi thẳng với các bạn, tôi chả bao giờ ngồi gần game thủ thì làm sao mà tôi nhắc được. Ôi trộm chó đến rồi nhá. Trộm chó. Tôi biết ngay mà, thằng khốn nạn. Và Văn Hưởng trộm chó. Và câu mất voi của U98 cạn lời. Và một tên trộm chó đến từ Văn Hưởng. 18/20, câu thẳng về nhà chính luôn cho thể hiện tôi nhiều tay đây này. Đánh thế cho hiểu. Và màn hình máy của game thủ Anh Huy AC cũng có đôi voi về nhà chính cho mình. Vâng, trên voi hơi xa, nó lỗi một tí. Còn một voi nữa, câu tiếp. Bùi Phương Nam AC. Vâng, có quả phụ như Bùi Phương Nam. Trận này có vẻ thế sắp xếp đã xấu nên là bài của game thủ không được sự là mắc mình. Ôi dồi. Câu voi về đến nhà rồi còn chết dần. Dám ăn thêm bãi quả ở đây nữa, không sao. Bài này chắc là 25-1. Vâng, không vấn đề gì anh ơi. Lúc nãy em cũng tại vì ở trong fanpage của ông Sẻ, ông mấy ông có mượn ông chửi cay quá. Hề luôn, em muốn thắng bỏ mẹ, nói thẳng với bạn như vậy. Bình luận thua chửi sấp mặt ra. Cũng muốn thắng lắm chứ ai bảo là muốn thua đâu. Nhưng mà đen. Vâng, toàn bị chửi oan, khổ thật. Nên là cứ gặp mấy tình huống mà anh em kiểu có mượn như thế này em cảm thấy rất là bất mãn. Em bình luận viên thì cũng không được lời ta qua tiếng lại với bạn, nhưng mà thực sự là nhiều lúc bất mãn lắm. Anh em phải hiểu và thông cảm, bởi vì các bạn không ngồi gần game thủ, tôi cũng không ngồi gần game thủ, làm sao mà tôi nhắc được ông này đập bóng, ông kia đập bóng. Nghe chiều nay lúc xong kèo, xong vừa xong trận đấy đã bị chửi rồi này nó. Xong phán lô trượt anh em lại chửi tiếp, ôi trời ơi, nó tím. Chỉ cảm giác Sammy khê đây ra thật. Rất là buồn. Rồi, không có khi em độ kèo đâu, hôm nay tự nhiên thấy có bầu đánh, có bầu bảo có theo số không. Ok, em theo 5 lít thì xề. Cảm giác cũng thích lắm, thắng được 5 lít ngon, bỏ sự bằng cả 2 ngày đi làm việc rồi. Bây giờ lại không được ăn 5 lít, thôn. Còn mất thêm 5 lít, đùa, khê thật là khê ạ. Thôi đừng nhắc đến vấn đề thì em đau đầu lắm các bác. Và
đau đầu lắm. Các bạn lên đời hết rồi nhá. Tám đâu vậy, đâu đi dâng lờ cho Bùi Phương Nam. Văn Hưởng sẽ dâng lờ cho game thủ Anh Huy. Nên công giáp cho ngựa giò và chờ gỗ để có thể đóng nhà điều kiện. Xong thì mất tiền trong tối về, trong vợ lại chửi nữa rồi. Hay là thôi tối em không về nữa nhá. Giò đã có đẩy màu 8, à đâu, màu 3. Bùi Phương Nam, à cho đến màu 3 là game thủ Ken Z ở đầu cánh. Rồi chọc đi. Ai à? Và đấy phải vậy, à, không vậy được. 26 trên 28. Ăn được một dần. Cố gắng lên nào. Giỏ bạn đang đứng dình ở đây. Đang được bạn giỏ thủ như vậy, màu 2. Màu 2 kẹp xăm đúng không? Khả năng màu 2 kẹp xăm là rất cao. Đó thì ít vua đang, xin lỗi, Ken Z đang cố gắng dụ giỏ U98 vào đây để thịt. Nhưng mà chưa được. Màn hình máy của game thủ Văn Hưởng 26 trên 28. Dâng L và đối đầu với màu 4 Hoàng Công Nghiệp cầm Babylon. Đối bạn là Per và Katha đánh chém. Còn Pho Babylon thì dùng để đánh cung. Màu 4 Hoàng Công Nghiệp chắc là đánh cung rồi. Ở trong cái thế như thế kia. Đứng cầm bánh xe Văn Hưởng 2L bắt đều. Tốt. Chém khỏe thế nào. Anh Huy tham lai 26. Bùi Phương Nam tham lai 28. U98 năm nay là 26. À, nói chung là vẫn cố gắng thi đấu thôi. Không biết là màu 2 kẹp xăm hay không, 98 đâm đầu bên kia chưa thấy đâu. Đây nhà màu 1 này. Big War, Persian. Per nó chạy hết ra giữa bản đồ mất rồi. Làm tơn dân gỗ đối phương đã. Để cho đối phương mất tham. Ở bãi gỗ Hưởng ơi, bó vào Hưởng ơi, bãi gỗ. Vòng Văn Hưởng tham lai 27, đang chăn Per. Ờ rồi bắt hai đạo dân liên tiếp đấy. Còn giờ là Hưởng mất vàng, có bánh xe té thôi. Màn hình máy của U98 nào. 23. Màu 49 giờ, màu 49 giờ. Màu 2 kẹp xăm kìa. Còn tham lai 22, Bùi Phương Nam. Tham lai đang là 35 trên 40, đang thủ trên những con là đá màu 3 ở Ken Z. Bài Ken Z là người cầm Katharian thôi, cố gắng lên. Nhận được thịt đến từ những đội đồng đội của mình. Cụ cũng giờ vào để đẩy nào, anh Huy có đẩy được cánh kia không? Anh Huy tham lai 30 đang bị mùa 1 Persian trong tay game thủ Igua chém. Nhớ hết cả người lên rồi. Tụ hết cung vào nào. Lên giáp chị em. Và một khoanh ruộng. Đắp ra một bài Per trong 2L ngay mồm này bảo sao. Bắn Hưởng chém được nhiều không? Hưởng đang chém màu 4 và đi ăn hoa. Và đấu cầm liên hoàn dâng L của mình. Tham lai 22. Vậy e bo bế lại nào. Đi màu 4. U98 tham lai 15. Và đây là màn hình máy của game thủ Bùi Phương Nam. Tham lai là 41. Quay lại đánh màu 2 không hay như nào đấy. Vâng, bây giờ mới quay lại đánh màu 2. Một trận đấu. Ơ nó e của nó kìa. Tốt. Vâng, báo về màu 4 lên muộn nhưng là có rất nhiều dần. Tụ hết những con cung R lại nào. Bùi Phương Nam đang cho bắn khá là khỏe trận này. Tham lai 43, 56 mình bài con cung của AC. Tiếp tục vẩy e. Vẩy e để bắt lạc đà. Vẩy e tiếp. Hay quá. Úi trời ơi. Vừa khen xong thì thối mồm. Cạn lời. Và 45 trên 60 những thủ Bùi Phương Nam chỉnh đại dân làm ruộng một tơn. Bắt lạc đà màu 3. U98 đang có những con Y rồi. Tôi thấy Y rồi. Vâng, chiên vào nhà màu 2. Màu 2 đánh theo kiểu bằng lạc đà chuyển cung R. Tham lai đội bạn đang đè màu 4 to lắm nhá. Anh Huy là vài giờ yếu thôi. Anh Huy tham lai 28 không lớn được vì màu 1 Per chém cho thì đúng là cũng không khỏe được. Quan trọng là Bùi Phương Nam cơ. Gì ạ? Ui dồi ôi, lạc đà màu 2 đồng thế à rồi. Căng đấy. Mặc dù đã giáp 4 cũng là AC nhưng lạc đà phô nó đông quá. Và bây giờ các bạn có cả màu 4 to nữa. Thế trận đang hơi khê. Mất tân dân này thì đau lắm. Tham lai 35 rồi.
một tên Phan Sơn. Và U98 chém vào nhà 1-3, đâm đi vào nhà 1-2. Tỷ số là 1-0 trong trận đấu thứ 3 dành cho game thủ team Skynet đã để thua ở trong trận đấu trong trận đấu này. Màu 2 kẹp xăm cầm phô lên đời khá sớm, và đặc biệt là màu 1 của Incua lên sớm dâng lờ vào quả bắn thưởng luôn. Và tại cũng chờ đợi trận thứ 2 thôi. 1-0 trận đấu thứ 3 đến team Skynet. Pơ đổi biến quá. Bên mình sắp xếp hơi xấu, 2 AC để ra đầu cánh. Tù